À, và cũng cho em xin phép được gửi lời chào các thầy cô. Ngày hôm nay thì Min rất là vui khi được có mặt tại buổi lễ của chúng ta. Và Min đã chuẩn bị rất là nhiều món quà âm nhạc để gửi tặng mọi người rồi. Thì không biết rằng ca khúc thứ hai mọi người sẽ muốn Min gửi tặng ca khúc gì ạ? À, không biết là chúng ta ở tuổi này rồi có đã bạn nào đã rơi vào một cái trường hợp mà mối quan hệ nó mập mờ không ạ? Sao mình nhắc cái từ đấy ra mà mình thấy nhiều bạn giơ tay quá. Có ai bị rơi vào trường hợp thế không ạ? Trời, cũng khá nha. Thì mình có mang một bài hát nó cũng nói về cái mối quan hệ như thế. Và ca khúc này thì rất là dễ thương, rất là sôi động. Nên là khi mình mong rằng là khi ca khúc này vang lên á, thì chúng ta sẽ cùng nhau hát chung có được không ạ? Và sau đây sẽ là đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tôi phải biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Và sau đây, let's go. Yeah. Và có những ai thuộc ca khúc này ạ? Ta biết nhau từ lâu rồi, ta yêu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra. Vậy là đôi ta cách xa, nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi.